chào cả nhà. Hôm nay mang mời cả nhà cùng xem một ca, một trong những rất là nhiều trường hợp tại TV, một cái hình ảnh trước khi điều trị. Chúng ta thấy là da của chị trẻ sẽ đổ. Mai xin lỗi chị, nhưng mà đó là quá khứ rồi, bây giờ chị đẹp rồi ha chị ha. Và đổ này rồi có râu rồng, rãnh rất là sâu, rồi nếp nhăn là vùng trán và cái chất da rất là nhão. Khi mà rờ vào thì thấy nó rất là lỏng, không được chắc da. Đây là báo hiệu là dưới da của chị collagen và elastin đã bị mất khá là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng xem sau một liệu trình điều trị anti-aging thì chị đã thay đổi như thế nào nhé. Chị chào em. Trời ơi Mai ơi, nó thay đổi hẳn luôn nha Mai. Phải không chị? Bây giờ hả, chị nhìn nó chị tự tin nhiều dữ lắm. Dạ khác hẳn lúc đầu. Dạ chị thấy da của chị em chị thấy sao? Chị thấy hả, nó căng ra. Dạ. Mà thấy nó trẻ ra. Dạ nhất là em thấy cái râu rồng nó bớt cho chị nè. Rồi cái chất da của chị nó chắc hơn. Đúng rồi. Rồi cái nếp nhăn li ti của chị nó cũng được cải thiện rất là nhiều. Mà em nói chị nghe, cái này nó mới chỉ đạt được có 15-20% thôi, chứ còn sau 3-6 tháng nó còn hiệu quả nhiều hơn nữa đó chị. Dạ. Tại vì giống như là tăng sinh collagen, lúc này collagen mà nó yếu yếu thì nó được khỏe lại khi mình được gọi là có dinh dưỡng đi, được chăm sóc đi, có cái tác động của nhiệt tăng sinh. Nhưng mà với 3-6 tháng thì collagen tiếp tục được tăng sinh nhiều hơn nữa và nó dày đặc với da, thành ra là càng ngày càng chị đẹp hơn đó chị. Chị tự tin lắm. Dạ. Mới đầu vào cũng run sợ nhưng mà khi làm mình thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hả chị ha? Mà có thời gian 1-2 tiếng đồng hồ thôi mà kết quả rất là ngoạn mục, phải không chị? Dạ. Thấy đẹp. Đẹp phải chị ha? Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Cả nhà ơi, nếu như chúng ta cùng quan tâm làm thế nào để cho chúng ta có cái diện mạo là tươi trẻ này, rồi một cái nhan sắc, một cái thanh xuân gìn giữ mãi với thời gian, gọi là đóng băng cái tuổi thanh xuân của mình, thậm chí là còn kéo ngược trẻ về 10-20 năm về trước, thì đừng ngần ngại liên hệ với BD nhé. Số hotline luôn chờ để chăm sóc tất cả quý vị, số 1800-6617, hoặc là quý vị cũng có thể để số điện thoại lại chỗ comment để bên Mai sẽ liên lạc nhanh với quý vị, chăm sóc quý vị chu đáo. Còn nếu như cả nhà thấy cái livestream này hay thì ủng hộ Mai cho mình một like và một share nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn chị và xin chào cả nhà nhé. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký. Hotline 1800-6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân, chính khách.